How are you? I'm fine. Fine. Were you taking a nap? What are you doing? Ý xong con cô nhắn tin để ý bởi vì con không quên học cùng lớp ba. Say again? Bạn ngọc anh nói lại giúp cô với. Hôm nay là mình học bù, con không có hẹn giờ, con để ý tin nhắn cô. À, nên là không có quen đúng Con có không? bật chuông. Nhưng mà bạn của anh nè, trong tuần, từ từ nha, hôm nay con học với cô nè ha, rồi thứ năm con học với cô, nhưng mà thứ bảy tuần này cô có bị mất tiêu rồi. Bạn Ngọc Anh học thứ sáu với cô được không? Thứ sáu mấy giờ ạ? Cũng cùng giờ được không? Cỡ 1 giờ á. Mình có xem không có vừa ngớt nào Tại vì thứ bảy tuần này, với lại tuần sau con sẽ học lịch mới, chỉ có tuần sau thôi. Tuần sau con sẽ học thứ ba, thứ năm với cô á, nhưng mà sẽ không học 1 giờ nha, mình sẽ học lúc 2 giờ. Tại vì cô có công tác nên là bị lệch giờ, nên là cô phải dạy con dời lại một chút thì giờ của cô nó mới hợp lý được. được cái xin lịch. Vậy tuần này mình sẽ có thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Mẹ Ngọc Anh kiểm tra giúp cô thứ sáu mình học được không nha, 1 giờ. Được xin để có. Con học hai với thứ năm Thứ mấy? là con sẽ học vào lúc thứ hai thứ năm, có việc thứ hai thứ năm. Thứ hai, thứ năm. Con muốn học vào thứ hai hả? Còn thứ bảy không có việc, tối tối con có việc, còn thứ hai thứ năm mà con cũng có việc. Con học Vậy mình sẽ học lịch nào đây? Cô đang... Vậy tuần này thứ sáu có học được không nè? Thứ sáu 1 giờ. ok. Rồi, thứ sáu 1 giờ hen. Nhưng mà tuần sau, thứ ba với thứ năm con học được không nào? Thứ năm, Uh-huh. thứ ba, thứ sáu đi cô. Tuần sau đúng không? Rồi, để cô xem lại cái lịch này. Tuần sau, từ của bạn Ngọc Anh, thứ ba, thứ sáu. Thứ ba 2 giờ chiều. Thứ sáu để cô coi coi. 10 giờ sáng. Thứ sáu. Cô xin thông cô đợi con chút nhé, cô đứng lên Ok.
Are you looking for your book? Rồi, vậy con chốt lại ha. Vậy tuần này mình sẽ học thứ hai, thứ ba hôm nay, thứ năm và thứ sáu. Ok, cùng 1 giờ hết. Rồi tuần sau có gì cô báo lại lịch khác ha. Sau Nha, được không? sau mấy giờ Tuần sau con cũng học thứ ba là 1 giờ, thứ năm cũng 1 giờ luôn á. Nhưng mà để cô xem lại cái lịch từ từ. Có thể là 1 giờ hoặc là 2 giờ, để cô check lại cái lịch nha, tại cô cũng chưa chắc nữa. Con sẽ học 1 giờ chiều hoặc là 2 giờ chiều, chỉ có trễ hơn bình thường một chút xíu thôi. Theo bình thường con học 1 giờ thì con sẽ học 2 giờ. Được học. Ok. Ừ. Rồi cái gì để cô nói với mẹ nha. Nhưng mà bạn Ngọc Anh nhớ đọc tin nhắn, trả lời tin nhắn cho cô nha. Rồi hôm nay mình sẽ ở đây bài của mình hôm trước mình có học về phần này rồi. Nhưng mà điểm ngữ pháp của mình cần lưu ý gì hôm nay, đó là về phần phát âm ED. Hôm trước mình chưa có xong, hôm nay mình sẽ tiếp tục ha. Con đợi cô một chút để cô mở cái máy này lên. Rồi, mình có thể ghi ngày tháng năm vào ha. Hôm nay là thứ ba. Giờ cô ơi, con bạn thì mình có một bộ sách nhất định không hay là cứ học như này không? Hỏi là mình có một cái bộ sách nào nhất định không? Có, con học cái này là theo quyển của Mover đó. Google sao mà không có Fun cái quyển nào? for Movers. Con muốn xem quyển đó không? Cô sẽ gửi cái link cho con xem. Rồi, cô Cô gửi cho con. ơi, công việc xong như tháng. Hả? Công việc xong như tháng. Rồi. Để cô một chút ha. Lesson bao nhiêu ạ? Tuesday, July, lesson people, bài số 40. People who know us. Who help us chứ? Who help us? Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. Rồi, number one, mình có các từ hôm trước như sau. Number one, we have forest. Đợi cô xíu nha, nó có cái hiện lên cái gì quá trời này. Từ từ. Rồi, hết rồi. Rồi, number one, mình have forest. Số 2 mình có từ gì? Middle Middle. Số 3. moving Moving. Số 4. naughty Rồi.
Kế tiếp mình sẽ Lose. có là Lose. no, not lose, it's lost. Lost. Loss. Và cuối Loss. cùng đó là Matter. matter. Là Matter. matter. Ok. Matter. Rồi. Và đây là 6 từ của bài học hôm trước của mình có ha. Bạn Ngọc Anh có thể giúp cô đặt một câu về từ naughty được không? My brother is My brother is so naughty. Number two, lost. I lost Lost your book. Okay. And what about middle? little là tâm à. Yes. Ở giữa. Can you make one sentence for Milo, please? Use compass and see the meet a point at the middle. You use compass and use the point in the middle. Okay. Well, that's not bad. Rồi, và đây là các phần hôm trước mình đã học ha. We have the story about Lost in the Forest. Do you remember the cat's name? The cat's name Tiger. The cat's name is Tiger. Chính xác. And what happened? What happened to the cat? Tiger is loose Tiger lost where? the forest. In the forest. And who find Tiger? Police officer. The police officer found Tiger. And what did Tiger do after that? Does he want to play more? Yes. Yes, he wants to play more, of course. Okay, so that's the first one. Rồi, và hôm trước mình cũng đã hoàn thành bài nghe rồi ha. So we have the missing pet. Chú cuốn bị thất lạc. And we lost him in this afternoon. And the boy's name is Jim Wilde. The street is 37 City Road. It's near the lake. And the pet is black, white, and brown. Okay. So now, this part we haven't done yet. Và đây là cái phần mà mình cần lưu ý ha. Đây là phần phát âm ED. Okay. So we already know about it and t. But we haven't known about the. Okay. Khi có phát âm ED, mình sẽ có ba cái đuôi như sau. Có nghĩa là khi động từ mình gắn thêm đuôi ED đó, thì nó sẽ có ba phần âm để mình có thể cần lưu ý ha. Nhưng trong thực tế, khi con giao tiếp nói về quá khứ thì hai âm th và d này khi gắn đuôi ed mình không có cần phải đọc phát âm nó ra rõ, ví dụ như help, look, snoot, mặc dù nó có ed nhưng mình vẫn đọc như bình thường, hình dung được chưa? Nhưng ngược lại, đối với những bạn mà kết thúc bằng th và d như thế này, có nghĩa là khi con viết cái từ đó kết thúc cái đuôi của nó bằng chữ t hoặc là chữ d, ví dụ như từ want và từ need, want kết thúc bằng T và need kết thúc bằng D, thì khi mình gắn đuôi ED vào, lúc này mình phải cần phát âm cái đuôi đó ra. Đầu tiên mình có là wanted. Số 2 mình có là needed. Need Chính xác. Rồi, bạn Ngọc Anh hình dung được chưa? Nhắc lại lần nữa ha. Trong phần ngữ pháp khi con học, và phần này nó sẽ lên, nếu con học ở các trường công bình thường thì họ sẽ có phần này để mình làm bài tập tiếng Anh rất nhiều. Và điểm của phần này hình như là 1 điểm hay 2 điểm gì đó đối với phần bài tập phát âm ED. Được chưa? Thì có các âm th và d là nó khó phân biệt nhất. Còn âm it thì nó rất là dễ, tại vì nó chỉ có hai lưu ý mình cần xác định thôi. Rồi, nhưng mà ngược lại trong văn nói khi con đi giao tiếp thì phần phát âm ED khúc cuối này
chữ thờ với chữ đờ thì lúc này mình không cần phát âm ra ha. Ví dụ mình có từ help thì mình đi vào mình vẫn đọc là help. Rồi look cũng y chang như vậy. Sniff cũng vậy. Laugh. Rồi wash và watch. Kiss và dance. Rồi fix. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ làm như sau. Mình sẽ ghi phần lý thuyết ha. Rồi tí nữa mình làm bài tập áp dụng mình sẽ dễ hình dung hơn. Hôm bữa bạn Ngọc Anh ghi cái số 1 rồi đúng không? Yes. Rồi bây giờ mình sẽ ghi quy tắc số 2 nha. Quy tắc số 2 khi phát âm MIDI mình sẽ có là ED đọc là T. Quy tắc hai. Đúng rồi. Nếu động từ kết thúc bằng các đuôi như sau. Rồi bạn Ngọc Anh ghi qua bên này giúp con nha, khoan. Bên kia nó sẽ dễ dàng cho con, để con dễ hình dung hơn, để con một chút. Ok. Nóng à. Rồi cái âm con run cô không biết đây. Vậy sao? Cô xóa đi xong con ghi được một miếng rồi. Thành thật. Ví dụ help mình sẽ có là help. Rồi ngoài ra mình có look là mình sẽ có là look. Rồi sniff. Sniff là ngửi. Ví dụ như chú chó ngửi, mình sẽ có là nips. Cái hành động hít hít cái mũi á, thì mình sẽ có từ từ sniff ha. Rồi từ mà con sẽ thấy rất nhiều đó là từ laugh. S C E GH con sẽ có làm phờ. Thì đây có trong từ laugh. GH là phờ cuối nha, laugh. con Rồi sẵn mình ghi luôn các ba ha. Quy tắc số 3 như sau. ED đọc là th là đờ. Thì mình sẽ có là nếu động từ hơn cái ED. lúc mà cô cho con đi vận ghi gấp ấy, là cái lúc con chưa ghi hết động từ con mới ghi được có hai cái xong cô xóa luôn. Vậy hả? Hồi nào? Bữa hôm đó là cái quy tắc đầu tiên con mới ghi được có hai từ ở dưới cô đã xóa luôn rồi. Oh no, vậy bạn học anh không nói cô. Rồi bây giờ lại cô ghi luôn quy tắc một cho con ha. Hôm đấy là ngày 11 chứ sao á cô. Ừ. Cô có ghi ở trong cái phiếu học tập cho con á. Nếu con có xem qua thì con có thể thấy lại phần đó ha. Ok. Biết rồi. Rồi và khi mình đã học cái này rồi là mai mốt mình sẽ không có phát âm ED sai nữa nha. Có flash. Flash. Ok. Yes.
chi đó là y chi. Rồi khi nào bạn Ngọc Anh đi xong rồi chỉ rồi báo cô nha. I'm waiting for you. Ok, Ok, good. Right. Bây giờ mình sẽ có ba quy tắc ha. Quy tắc số 1 là mịt. Thứ hai là thờ. Thứ ba là đờ. Ok. Nào, thật ra chữ thờ và chữ đờ đó con không có đọc giống cô đâu. Khi mình phát âm ghép vô cái đuôi đó nó rất là nhẹ. Nó sẽ như thế này nè. Còn âm đờ mình sẽ có là mình chỉ bật hơi ra thôi mà nó không phát thành tiếng ha, rất là nhẹ nhàng ha. Rồi nhắc lại lần nữa, mình đi quy tắc số 1 trước đi, quy tắc số 1 nó dễ hơn. Là khi các động từ kết thúc bằng the và the thì mình sẽ thêm là it. Ví dụ want thì mình sẽ có quá khứ là wanted. Còn need thì mình sẽ đổi là needed. Ok, rồi. Còn quy tắc số 2, mình sẽ phải nhớ quy tắc số 2 rất kỹ. Đó là khi các động từ kết thúc bằng những cái đuôi như sau. Tí nữa khi con làm bài, con làm vài lần là con nhớ ha. Khi các bạn nó kết thúc bằng những cái đuôi là p, rồi sh, ch, rồi x, rồi k, rồi chữ x, thì đây mình sẽ có thêm phát âm thành t. Thì tí nữa trong bài tập mình sẽ thấy những cái đuôi này, ví dụ như từ help có chữ p trong đây. Con thấy có nhóm p là con biết à bạn này tí nữa thêm ed sẽ đọc là t. Còn nếu mà mình thấy từ look, look kết thúc bằng âm h thì khi thêm ed vào mình sẽ đọc là looked. Thì trong quy tắc số 2 mình sẽ phải cần lưu ý các bạn này ha. Ok, còn quy tắc số 3, nếu như mấy bạn động từ đó khi thêm ed vào nó không thuộc quy tắc số 1 cũng không thuộc quy tắc số 2 thì con biết nó thành nhóm số 3 rồi ha. Rồi, và đây là về phần lý thuyết của mình. Bây giờ mình sẽ qua phần thực hành. Bạn Ngọc Anh sẵn sàng chưa? Are you ready? Ok. Mới nên là con sẽ chưa có quen lắm, nhưng mà mai mốt con cũng sẽ quay lại phần này thôi và mình cũng sẽ làm lại phần này nữa ha. Rồi, bây giờ trước khi mình vô phần thực hành của mình, con có thể thoát ra và mình vô lại đi. Để tí nữa mình làm bài tập cho nó nhiều nè. Okay. See you.